Hồ chứa nước Diamond Valley nằm cách trung tâm thành phố Los Angeles 150 km về phía đông nam. Với sức chứa hơn 1.000 tỷ lít nước, đây là hồ chứa lớn nhất vùng miền nam bang California, đảm bảo cung cấp nguồn nước sạch cho hơn 19 triệu dân thuộc 12 hạt và 14 thành phố trong vòng 6 tháng. Vì thế, nó được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Toàn bộ khu vực xung quanh hồ đều được bảo vệ. Nếu có một ai đó cố ý xả thải xuống, chúng tôi sẽ thấy và ngăn chặn kịp thời. Chúng tôi giám sát hầu như tất cả mọi thứ nhờ tuần tra và hệ thống giám sát quanh hồ 24 tiếng mỗi ngày. Chúng tôi có rất nhiều biện pháp bảo vệ hồ nước, nhất là ở khu vực này, nơi có nhà máy xử lý nước sạch. Không chỉ bảo vệ, nước trong hồ còn được định kỳ kiểm tra và các nhân viên ở đây còn phải được định kỳ tham gia các khóa tập huấn, phát hiện và xử lý các tình huống khẩn cấp. Khoảng từ 3 đến 6 tháng, chúng tôi có một bài kiểm tra, tham gia các khóa huấn luyện để biết được cách lấy mẫu nước, cách nhận biết hàm lượng oxy trong nước khi bơm, biết cần phải chú ý những điểm gì khi nước bị ô nhiễm hay khi hồ bị xả thải, biết bắt đầu tìm kiếm từ đâu khi phát hiện nước bị bẩn hay đổi màu, hàng loạt thứ phải học. Theo quy định của luật pháp, các hồ chứa nước đầu nguồn phục vụ sinh hoạt được coi là mục tiêu bảo vệ an ninh an toàn trọng yếu. Tất cả các cơ sở này luôn phải có hệ thống biện pháp và các quy tắc bảo vệ an ninh cũng như các phương án xử lý tình huống khẩn cấp riêng, báo cáo cập nhật định kỳ lên cơ quan quản lý không quá 6 tháng một lần. Mặc dù người dân vẫn có thể đến được những điểm cao như thế này hay là đi bộ trên những con đường mòn ở trên núi vòng quanh hồ, nhưng không được phép xuống sát dưới mép hồ. Đây là một trong những biện pháp đảm bảo an ninh cho hồ chứa nước dự trữ lớn nhất vùng miền Nam bang California này. Lê Minh, phóng viên Truyền hình Việt Nam tại Mỹ.